Ở phần trước, đội bóng chuyển Karasuno của Hinata Su đã bị thất bại trước đội Seijo và hiện giờ Su cùng những người đồng đội của mình vẫn đang ra sức tập luyện để có thể phục thù vào giải đấu mùa xuân. Cả đội cũng đã ép Kageyama phải đập tay ăn mừng mặc dù cậu ấy còn hơi gượng gạo, còn kỹ năng của cả đội thì càng lúc càng được cải thiện rõ rệt cho mùa giải sắp tới. Anh huấn luyện viên Ukai đã nói cả đội nghỉ ngơi sau khi thấy bọn họ chơi được một hồi lâu, nhưng nhìn có vẻ như cả đội vẫn đang hăng máu muốn tập luyện tiếp. Ngay sau đó, thầy Takeda đột nhiên chạy tới thông báo rằng sắp tới cả đội sẽ tới Tokyo để đi giao đấu. Và đợt đấu giao hữu đó bọn họ sẽ được gặp lại đội Nekoma, nhưng ngoài Nekoma ra thì lần này bọn họ còn có cơ hội gặp những đội bóng khác mạnh không kém. Mọi người đã cúi đầu cảm ơn Takeda vì đã giúp họ có được cơ hội vàng này và đội Karasuno đã quyết tâm rất mãnh liệt là lần này bọn họ sẽ đánh bại được Nekoma. Thậm chí những thành viên trong đội Nekoma ở Tokyo cũng phải cảm thấy nhột mà hắt xì. Thầy Takeda vẫn cần phải hoàn thành một số thủ tục với nhà trường để cả đội có thể đi tới Tokyo đấu giao hữu và Kyoko cũng thấy phấn khích trước trận đấu của cả đội sắp tới. Cả đội Karasuno đã nhìn thấy Oikawa được lên tờ tạp chí thể thao sau giải đấu lần trước, nhưng Tanaka lại thấy mặt bọn Seijo trông ghét quá nên cậu ta đã đòi xé tờ tạp chí luôn. Tuy nhiên, Suga bỗng thấy hình của Ushijima thuộc đội bóng của trường Shiratori Zawa và cậu ta vừa được chọn làm đại diện cho Nhật Bản đi thi giải bóng chuyền trẻ quốc tế. Nhưng đội Karasuno vẫn quyết tâm đánh bại Ushijima để bọn họ có thể vươn xa hơn nữa. Ngay sau đó, Daichi đã kéo tất cả mọi người ra ngoài để tập chạy bộ và Kageyama với Su muốn cạnh tranh xem ai nhanh hơn nên hai thằng đã điên cuồng vượt qua cả đội. Nhưng sau khi chạy được một đoạn thì hai thằng không còn nhìn thấy ai ở sau nữa cả. Kageyama đột nhiên nhớ ra bọn họ đã chạy đến gần trường Shiratori Zawa của Ushijima và cả hai còn bất ngờ hơn khi thấy Ushijima cũng đang tập chạy ở ngay gần chỗ bọn họ. Kageyama đã xin Ushijima cho cậu ấy tới trường Shiratori Zawa thám thính. Và Ushijima cũng đã nhận ra Kageyama với Su là hai người có thể thực hiện pha đập bóng nhanh. Ushijima đã ngay lập tức đồng ý bởi vì đội anh ta cũng chẳng yếu đi nếu như bị xem lén và vừa mới tới nơi thì Su với Kageyama đã cực kỳ kinh ngạc trước cơ sở vật chất của trường Ushijima. Sau khi nhìn quanh sân thì cả hai đã đi tới sân bóng chuyền để nhìn lén, nhưng họ đã rất bất ngờ khi thấy đội Shiratori Zawa đang tập luyện với sinh viên đại học. Ushijima đã từng xem Kageyama thi đấu thời sơ chung, nhưng anh ta lại nói rằng trình độ của Kageyama chưa đủ sức để thi đấu cho trường này. Tuy nhiên, Ushijima lại cho rằng Oikawa là người đủ phẩm chất để trở thành một chuyền hai xuất sắc và anh thấy tất cả các tuyển thủ của Seijo chỉ toàn là rác rưởi ngoại trừ Oikawa. Vừa nghe Ushijima nói xấu về đội Seijo thì Su liền cảm thấy không được vui cho lắm và Ushijima chợt thấy giận gáy khi nhìn vào mắt Su lúc đó. Ngay sau đó, một quả bóng đột nhiên bay từ trong sân đến chỗ của Ushijima, nhưng Su đã lao tới với một tốc độ rất nhanh rồi bắt lấy quả bóng trước khi nó tới tay anh. Su đã tuyên bố là cậu sẽ đánh bại Ushijima để tiến vào giải quốc gia và Ushijima đã thấy hứng thú hơn khi biết được sự quyết tâm của Su với Kageyama. Tối hôm đó, Takeda đột nhiên cho biết rằng mọi người sắp tới sẽ có một bài kiểm tra học kỳ và cả đội bóng đều đã hoảng hốt hết cả lên bởi vì bọn này đứa nào cũng học rốt như bò. Nếu người nào không thể đạt được điểm trung bình thì sẽ phải tham gia lớp học bổ túc, điều đó đồng nghĩa với việc những người đó sẽ không thể đến Tokyo để thi đấu giao hữu. Nhưng Daichi đã động viên mọi người rằng bọn họ nhất định sẽ vượt qua được kỳ thi rồi tới Tokyo để đấu giao hữu. Daichi đã bắt cả đám phải hứa là từ nay sẽ thức khuya học bài cho tới ngày thi học kỳ. Và Su đã rủ Kageyama nhờ Suki dạy kèm cho hai người họ. Suki với Yamaguchi đang đi về thì Su với Kageyama đã chạy đến nhờ Suki dạy cho bọn họ học. Nhưng Suki lại bắt Kageyama phải cầu xin cậu ta thật là rõ ràng thì mới giúp và Kageyama đã cúi đầu hét lớn để xin Suki khiến cho Ukai đang ngủ cũng phải bật dậy. Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung tại phòng câu lạc bộ để cùng học nhóm với nhau và Kageyama học rốt đến nỗi cậu còn không thể viết được tên của mình bằng chữ Latin. Tuy nhiên, kỳ lạ là Kageyama lại có thể nhớ được các ký hiệu trong chơi bóng rất nhanh và Su quyết tâm là cậu ấy sẽ thi được điểm cao hơn Kageyama. Những ngày sau đó, những anh em năm 253 đã đến nhà của Tanaka để học nhóm và khi tới đây thì mọi người đã có cơ hội được gặp bà chị Sako của Tanaka. Nhưng bà chị của cậu trông có vẻ hơi tưng tửng chứ không được bình thường cho lắm. Trong khi đó, Su đang nhắn tin với Kozumi để báo là đội cậu ấy sẽ đến Tokyo để thi đấu giao hữu. Và Takeda cũng nghe các thầy bộ môn nói rằng mấy thanh niên trong đội dạo này có vẻ học tiến bộ hơn. Nhiều ngày sau, Kyoko đột nhiên đưa đến phòng tập một cô bé nhút nhát có tên là Iachi. Và hóa ra là Kyoko đang có ý định mời Iachi trở thành quản lý mới cho đội bóng để thay thế Kyoko khi cô ấy ra trường. Nhưng vừa thấy mặt mấy anh giai ở đây thì Iachi liền tỏ ra hoảng hốt không nói nổi gì cả. Hôm nay Kyoko chỉ đưa Iachi đến để giới thiệu chứ cô ấy vẫn chưa đồng ý làm quản lý và đang trở về lớp thì Iachi chợt lo lắng là sẽ có người ám sát mình vì dám đứng gần chị đẹp Kyoko. Ngay sau đó, Ukai chợt nhìn thấy Iachi đang lén lúc bò về lớp nên anh đã tới hỏi thăm, nhưng vừa thấy vẻ ngoài giống côn đồ của Ukai thì Iachi liền bỏ chạy trong sợ hãi. Dạo gần đây, Su với Kageyama thấy học kèm môn tiếng Anh với Suki cực kỳ khó chịu và Yamaguchi đã cho hai bọn họ biết rằng Iachi ở trong lớp học tiếng Anh rất là giỏi. Cho nên cả hai đứa đã đi tới lớp của Iachi rồi nhờ cô ấy dạy kèm môn tiếng Anh cho họ. Trong lúc học thì Su biết được rằng Iachi vẽ rất giỏi vì mẹ của cô ấy là một nhà thiết kế.
Còn Su thì chẳng muốn học bởi cậu chỉ muốn được chơi bóng mà thôi. Và khi nghe Su kể về bóng chuyền thì Iachi chẳng hiểu một cái vẹo gì cả. Iachi đã rất ngạc nhiên vì không ngờ một người lùn như Su cũng được chơi trong đội bóng chuyền. Và Iachi nghĩ rằng Su lúc này trông rất giống với người khổng lồ tí hon. Sau khi học xong thì Su đã vui mừng cảm ơn Iachi rồi quay trở về lớp. Và sáng hôm sau thì Su đã khoe rằng cậu ấy đã làm đúng hết toàn bộ bài tập mà Iachi giao cho cậu. Kyoko nói rằng hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho Iachi trở thành một người quản lý đội bóng. Và khi biết Ukai là huấn luyện viên thì Iachi liền xin lỗi bởi đã từng nghĩ anh là dân côn đồ. Ngay sau đó, cả đội Karasuno đã bắt đầu buổi luyện tập của họ. Và quả bóng bỗng dưng bay thẳng về phía Iachi nhưng hên là Su đã kịp thời đỡ nó lại. Iachi cảm thấy rất phấn khích do đây là lần đầu tiên cô được xem một trận bóng chuyền. Và Takeda cho biết rằng ngày mai mọi người sẽ đấu giao hữu với một đội bóng tới từ trường Ujinishi ở gần đây. Vừa ra về thì Su liền chạy tới gặp Iachi rồi nói cô nên trở thành quản lý cho đội bóng. Còn hai thằng ngốc Tanaka với Noya thì cho rằng Iachi nên tới đây thường xuyên để chị đẹp Kyoko nói chuyện nhiều hơn. Iachi cho biết rằng từ trước tới giờ cô ấy lúc nào cũng bị phân cho vai phụ khi diễn kịch, cho nên cô ấy đã rất vui khi được Kyoko mời làm quản lý đội bóng. Khi về nhà, mẹ của Iachi đã vô tình nhìn thấy tờ giấy mời làm quản lý của cô, cho nên Iachi đành phải thú thực với mẹ là cô đang định làm quản lý cho đội Karasuno. Mẹ Iachi đã khuyên rằng nếu cô có ý định làm quản lý thì phải cố hết sức để không làm phụ sự kỳ vọng của bạn bè. Và mẹ Iachi nói vậy là bởi vì bà muốn con mình phải cố gắng làm gì đó một lần trong đời. Sáng hôm sau, Kyoko cho Iachi biết rằng cô ấy trước đây cũng chả biết một chút gì về bóng chuyền cả, nhưng khi thử làm quản lý thì cô ấy vẫn cứ làm được. Mọi người đã háo hức chuẩn bị sân bóng để đội Ujinishi đến đấu giao hữu, nhưng Iachi lại không hiểu tại sao bọn họ lại phải cố gắng như vậy chỉ vì một buổi giao hữu. Và Su cho rằng đó là bởi cậu muốn bản thân giỏi hơn để không bị thua một lần nào nữa. Vừa nhìn thấy đội Ujinishi tới thì Daichi đã nhanh chóng gọi toàn đội bóng tập trung lại và hai bên đã cúi chào nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Huấn luyện viên của đội Ujinishi đánh giá Karasuno rất là cao từ sau trận đấu với Seijo, đặc biệt ông ta cho rằng Su có thể sẽ là ngôi sao của cả đội trong tương lai. Sau khi khởi động xong thì cả đội đã đi thay đồng phục khiến Iachi ngượng chín cả mặt và Ukai đã động viên tinh thần của toàn đội trước khi họ ra sân. Vừa mới vào trận thì Kageyama đã ghi được điểm đầu tiên bằng một cú giao bóng và đội Karasuno đã hoàn toàn áp đảo đội Ujinishi trên mọi phương diện. Đặc biệt là không ai có thể ngăn cản được pha đập bóng nhanh của Su với Kageyama. Phần thắng của trận đấu hôm nay đã thuộc về đội Karasuno và Iachi đột nhiên cảm thấy bản thân cô quá kém cỏi sau khi xem mọi người thi đấu, nên cô đã chủ động nhận trách nhiệm thiết kế poster xin tiền tài trợ cho cả đội. Chiều hôm sau, Su với Kageyama đã tới nhà của Iachi để học kèm tiếng Anh với cô. Nhưng sau khi ra về thì Su chợt nhớ ra là cậu ấy để quên sách giáo khoa tại nhà Iachi, nên cậu đành phải quay trở lại nhà Iachi để lấy sách. Lúc đó, Su đã vô tình biết được rằng Iachi chưa tự tin để làm một quản lý, cho nên Su đã cho cô ấy biết là trước đây khi mới gia nhập đội bóng cậu ấy cũng từng gây ra cả đống rắc rối. Ngay sau đó, Su đột nhiên kéo Iachi chạy đi gặp mẹ của cô ấy và Su muốn Iachi thể hiện quyết tâm bằng cách nói với mẹ là cô sẽ trở thành quản lý. Mẹ Iachi đang chuẩn bị đi vào ga tàu thì Su với Iachi bỗng dưng chạy tới và Iachi đã la lớn rằng cô sẽ trở thành quản lý đội bóng ở ngay giữa ga là cho mẹ cô tỏ ra rất khó xử. Nhưng thực ra bà ấy đang hết sức xúc động khi thấy được sự quyết tâm của cô con gái. Vài ngày sau, đang đạp xe đi chơi thì Su bỗng nhìn thấy tấm poster xin tiền tài trợ do Iachi thiết kế và không ngờ rằng Iachi đã lấy hình khi cậu đập bóng để vẽ ra tấm poster. Cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành xong bài thi học kỳ ở trên trường. Còn Iachi thì đã chính thức trở thành quản lý của đội bóng trước sự chào đón của cả đội, nhưng cả đội vẫn đang lo lắng khi chưa biết kết quả của kỳ thi vừa rồi. Các thành viên trong đội Karasuno đã tới Tokyo để thi đấu sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ và không ngờ học rốt như hai thằng Tanaka với Noya mà vẫn qua được điểm trung bình. Nhưng Su với Kageyama thì lại thi trượt môn tiếng Anh nên cả hai đứa đều phải đi học lớp phụ đạo. Vừa thấy Karasuno có tới hai người đẹp làm quản lý thì đầu Moi liền tỏ ra hết sức ghen tị và cậu đội trưởng Kuru đã trực tiếp dẫn cả đội Karasuno đi đến sân bóng. Trong khi đó, Su với Kageyama vẫn đang cố hết sức làm lại bài thi tại lớp học phụ đạo và sau khi làm bài xong thì Tanaka đã nhờ bà chị Sako chở cả hai đứa tới Tokyo thi đấu. Nhưng chỉ có điều bà chị này lái xe hơi ẩu khiến cho cả hai thanh niên phải ói lên ói xuống. Ukai với Takeda đã cảm ơn huấn luyện viên Nekomata vì đã cho bọn họ cơ hội đấu giao hữu và trong lần giao hữu này không chỉ có mỗi đội Nekoma mà còn rất nhiều đội khác nữa. Sako chợt cho Su biết rằng cô đã từng học cùng lớp với người khổng lồ tí hon và trong một lần nọ thì Sako đã vô tình nhìn thấy cậu ta bị huấn luyện viên thay ra ngoài. Cho nên cậu ta lúc đó đã toát ra một ánh nhìn rất đáng sợ khiến cho Sako sởn cả da gà. Sako nhận ra bên trong cậu bạn đó bừng lên niềm kiêu hãnh của một người gánh team và khi nghe đến đó thì Su nhận ra là một người gánh team cần phải có lòng kiêu hãnh. Vì không có Su với Kageyama nên đội Karasuno đã để thua một đội khác cũng đến từ Tokyo này. Nên họ đã phải chịu hình phạt là thực hiện động tác trượt bắt bóng quanh sân và mọi người nhận ra rằng những đội ở đây cũng mạnh không thua kém gì Nekoma cả. Đội cao trung Ibugawa có khả năng giao bóng rất là thượng thừa, đội cao trung Shinzen chính là những đại cao thủ trong việc sử dụng combo để tấn công. Còn đội Nekoma thì có khả năng phối hợp rồi chờ cơ hội phản công rất tốt. Tuy nhiên, có một đội mà người gánh team của họ cũng thuộc top 5 của quốc gia y như Ushijima
và đó chính là đội của học viện Fukurodani đến từ Tokyo. Tới chiều hôm đó, đội Karasuno đã thua liên tục khiến cho mấy đội kia cũng thấy mất vui, nhưng may mắn là Sako đã đưa Su với Kageyama tới kịp lúc để tham gia trận cuối. Ngay sau đó, Su với Kageyama đã khuấy động sân chơi bằng combo tấn công nhanh của bọn họ và nhờ bọn họ mà đội Karasuno đã thành công đánh bại được đội Shinzen. Tuy nhiên, Su chợt cảm thấy là đội Shinzen đã theo kịp đòn tấn công nhanh vào những phút cuối và cả những người mà cậu đã từng đối đầu trước đây cũng thế. Su bỗng thấy đội Nekoma có một thanh niên có cánh tay đập bóng y như là một cái roi và mọi người nhận thấy cậu ta phải có chiều cao đến tận 1m9. Tối hôm đó, khi tới hỏi Kozumi thì Su biết được rằng cậu thanh niên kia chính là chắn giữa của đội Nekoma có tên là Lev. Nhưng hồi Nekoma đấu với Karasuno thì Lev vẫn còn là một thằng gà nên chưa được chơi, thậm chí ban đầu cậu ta còn chả đánh trúng nổi phát bóng nào cả. Tuy nhiên, nhờ có chiều cao vượt trội với sự rèn luyện bền bỉ nên Lev đã được vào đội hình chính và Su vừa đi ra nhà vệ sinh thì cậu đã vô tình gặp được Lev ở đó. Lev đã chào hỏi Su rồi giới thiệu rằng cậu sẽ là người gánh team cho Nekoma và Lev hứa là cậu nhất định sẽ chặn được đòn tấn công nhanh của Su vào ngày mai. Sáng hôm sau, các đội lại tiếp tục tập trung tới sân bóng để đấu giao hữu và huấn luyện viên Nekomata nhận ra đội Karasuno cần phải tiến hóa nếu như bọn họ muốn mạnh hơn. Trong trận đầu tiên của ngày hôm nay thì đội Karasuno sẽ đấu với đội Nekoma và cả hai đội đã bước ra sân với tinh thần cùng sự tự tin cao độ nhất để thi đấu với nhau. Vừa vào trận thì Su đã liên tục ghi điểm trước đội Nekoma bằng chiêu tấn công nhanh, nhưng chỉ sau một hồi thi đấu thì Lev đã có thể chặn được đòn đó trước sự kinh ngạc của Su. Lev sau đó đã thể hiện thái độ khiêu khích Su, còn Su thì đang cảm thấy rất là phấn khích khi gặp được một kỳ phùng địch thủ như Lev. Ngay sau đó, Su đã giả vờ làm mồi nhử để Asahi thừa cơ ghi điểm. Nhưng nhờ có Kozumi bày mưu từ trước nên Lev vẫn thành công chặn được bóng lại và đội Karasuno sau đó đã nhanh chóng bị đội Nekoma áp đảo. Mọi người đã rất bất ngờ khi thấy Su bỗng dưng lao lên tranh bóng với Asahi và vì Su lao lên chặn ngang nên Asahi đã bị lỡ mất cơ hội ghi điểm. Nên Su đã phải hoảng hốt xin lỗi mọi người do hồi nãy cậu chỉ chú tâm vào quả bóng. Nhưng Nekomata lại nhận ra là cậu đã bắt đầu xuất hiện tham vọng trở thành người gánh team của cả đội và Su chợt nói là cậu muốn thực hiện đòn tấn công nhanh mà không nhắm mắt nữa. Tuy nhiên, Kageyama lại biến sắc rồi lo lắng rằng Su sẽ đập chật bóng nếu cậu không nhắm mắt và mọi người đã tạm thời quên đi chuyện Su vừa nói để tiếp tục trận bóng. Cuối cùng thì đội Karasuno cũng đã thua cuộc trước đội Nekoma nên họ lại phải lăn lê bò trườn, nhưng dường như là cả đội đã cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt từ Su. Mọi người đã rất muối mặt sau khi bị ăn hành ngập mặt ở Tokyo này, nhưng Takeda cho rằng dù sao thì bọn họ cũng đã học được rất nhiều điều từ những đội bóng mạnh ở đây. Ngay sau đó, Suga đã thử khuyên Kageyama giúp Su dùng chiêu tấn công nhanh mà không nhắm mắt. Nhưng Kageyama lại cho rằng truyền hai mới là yếu tố chính của chiêu tấn công nhanh và cậu ấy đã từ chối việc để cho Su mở mắt rồi lạnh lùng bước đi. Ukai với Suga đành khuyên Su là cậu hãy tiếp tục cho rồi những kỹ năng khác trước. Và Su chợt thổ lộ rằng trong một vài trận đấu trước đây thì có những lúc cậu có thể thấy rõ được mọi thứ ở bên kia sân. Thấy tinh thần của Su đang có vẻ bất ổn nên Ukai đã cho cậu nghỉ ngơi hết hôm nay và Su đành phải đứng ngoài cổ vũ cho các đồng đội thi đấu. Cuối cùng thì những ngày thi đấu giao hữu với các đội ở Tokyo cũng đã kết thúc và đội Karasuno đã chào tạm biệt đội Nekoma để quay trở về vùng quê hẻo lánh của họ. Tới chiều tối hôm đó thì mọi người đã về được tới trường Karasuno và mặc dù đã muộn nhưng Su vẫn nhờ Kageyama thử ném bóng cho cậu ấy tập luyện. Ngoài ra cậu ấy còn nhờ Iachi tung bóng cho Kageyama nữa. Hóa ra, Su muốn thử mở mắt rồi thực hiện đòn tấn công nhanh, nhưng cậu không thể đập trúng được bóng dù đã thử rất nhiều lần. Kageyama sau đó đã giận dữ nói rằng đòn tấn công nhanh kia vốn dĩ không cần đến sự cố gắng của Su. Và nếu Su thay đổi lối chơi thì sẽ khiến cho cả đội hình gặp rắc rối, còn Su thì muốn giành được chiến thắng về cho cả đội bằng chính thực lực của cậu. Sau một hồi tranh cãi qua lại thì Su cùng với Kageyama liền lao vào đấm đá lẫn nhau, cho nên Iachi đã hoảng hốt gọi Tanaka đến để ngăn hai thằng này lại. Sáng hôm sau, Ukai đã ngồi suy nghĩ về việc Su nói cậu ấy thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên kia sân khi nhảy lên. Và Ukai tin là nếu Su có thể làm chủ được cú đập của cậu ấy thì điều đó sẽ rất là tuyệt. Ngay sau đó, Ukai đột nhiên lái xe chở Su về quê của anh ấy nằm ở một vùng quê nhỏ. Nhưng hóa ra Ukai muốn đưa Su về gặp ông nội của anh hay cũng chính là huấn luyện viên của Karasuno thời kỳ đỉnh cao. Khi biết Ukai không biết cách phát triển đội bóng thì ông nội Ukai liền ném anh sấp mặt và ông nội Ukai từng là người dẫn dắt đội Karasuno vào giải đấu quốc gia. Vừa thấy Su thì ông nội Ukai chợt nhớ tới người khổng lồ tí hon và Su muốn nhờ ông ấy giúp cậu làm chủ được chiêu tấn công nhanh với Kageyama. Trong khi đó, đang đi lất vất ngoài đường thì Kageyama đã vô tình gặp Oikawa đang đi đón cháu về. Và Kageyama đã chặn đường rồi cúi đầu xin Oikawa cho cậu ít lời khuyên, nhưng Oikawa lại nói thẳng cháu chụp lại tấm hình Kageyama cúi đầu để sau dìm hàng. Kageyama đã thổ lộ với Oikawa về việc là Su đang muốn tự mình kiểm soát đòn tấn công nhanh, nhưng Oikawa hiểu rằng Kageyama đang muốn điều khiển Su theo ý cậu. Và Oikawa đã nói rằng hiệu quả của chiêu đó phụ thuộc vào tay đập bóng chứ không phải là truyền hay như Kageyama nghĩ. Ông nội Ukai cũng nói rằng trong đòn tấn công nhanh thì Su sẽ phải là người chủ động và ông ấy đã nói Su thử chặn bóng của mấy thằng nhóc cấp 1 mà ông đang đào tạo. Su vừa nhảy lên thì liền bị bóng đập vào mặt vì lưới của lũ học sinh cấp 1 quá thấp. Và ông nội Ukai đã dạy cho Su cách chọn thời điểm để chạy đà trước khi đập bóng, nhưng ông ấy vẫn nói rằng chẳng có cú chuyền nào đẹp bằng một cú chuyền dễ đập cả.
Vừa nghe thấy vậy thì Ukai như ngộ ra được một điều gì đó, nên anh ấy đã để Su ở lại luyện tập với ông nội mình rồi phóng xe như điên về thị trấn. Kageyama đang đứng trước cửa hàng của Ukai thì anh bỗng xuất hiện rồi gọi cậu ấy đi nói chuyện, và Ukai cho biết là khi chuyền bóng thì Kageyama thường sẽ chuyền thẳng. Tuy nhiên, Ukai nghĩ rằng nếu như Kageyama có thể chuyền để điểm bay cao nhất của quả bóng rơi đúng vào điểm đập bóng của Su thì sẽ tốt hơn. Nên Ukai muốn Kageyama hãy thử luyện tập cách điều chỉnh chính xác lực chuyền bóng, và Kageyama đã đồng ý làm theo cách của Ukai. Những ngày sau, khi tới phòng tập thì Kageyama với Su đã không nói một lời nào với nhau, nhưng Iachi lại tỏ ra vui mừng khi thấy bọn họ không còn đánh nhau nữa. Trong khi đó, Asahi đang cố gắng rèn luyện thêm khả năng phát bóng, còn Noya thì muốn luyện thêm khả năng chuyền bóng thay vì chỉ đứng một chỗ phòng thủ. Kageyama đã đặt một số chai nước ở dưới đất để tập cách điều khiển lực chuyền bóng, và Su cũng thường xuyên tới chỗ ông Ukai để tập luyện cách đập bóng chính xác hơn. Thầy Takeda lại tiếp tục tổ chức cho đội Karasuno một chuyến thi đấu giao hữu tại Tokyo trước khi giải đấu mùa xuân chính thức bắt đầu. Nhưng Kageyama với Su lúc này vẫn đang giận lẩy mà chưa nói với nhau một lời nào. Đội Karasuno vừa đến Tokyo thì cả đội Nekoma đã ra đón tiếp bọn họ hết sức nhiệt tình, và Lev cũng đã vui mừng chạy ra chào Su rồi hỏi cậu có cao lên được tí nào không. Đội đầu tiên mà Karasuno gặp chính là đội Fukurodani có người thuộc top 5 quốc gia, và Kageyama định sử dụng cách chuyền bóng mà cậu ấy mới học được. Nhưng cậu lại chuyền bóng nhẹ quá làm cho mọi người trên sân đều đứng hình hết luôn. Tiếp theo đó, Kageyama lại chuyền mạnh quá làm bóng bay quá người Su, nhưng Su đã kịp sử dụng tay trái hất bóng bay sang sân đội bạn. Su với Kageyama dường như đã nhận ra được sự thay đổi của đôi bên, và ngoài hai người bọn họ ra thì những người khác cũng cố gắng thể hiện các kỹ năng mới của mình. Nhưng do vẫn chưa quen với lối chơi mới nên đội hình của họ đã nhanh chóng bị rối loạn. Dĩ nhiên là đội Karasuno sau đó đã để thua đội Fukurodani, nhưng Nekomata nhận thấy rằng cả đội Karasuno đang cố gắng thay đổi bản thân mình. Và hình phạt lần này của đội thua cuộc chính là chạy bền ở ngọn đồi phía sau phòng tập. Sau khi chạy xong thì cả đội liền quyết định là bọn họ sẽ tập luyện tiếp, duy chỉ có mỗi mình Suki là đòi về phòng ngủ. Đang đi về phòng thì Kuru với cậu thanh niên năm ba có tên là Bokuto bỗng dưng gọi cậu ấy vào chắn bóng giúp họ, nhưng Suki lại từ chối vì hôm nay cậu ấy đã tập mệt quá rồi. Kuru cho biết rằng Bokuto chính là tay đập bóng đứng top 5 quốc gia của đội Fukurodani, và Kuru cũng nói vài câu khích đều Suki nên cậu ấy đã tự ái rồi đồng ý chặn bóng giúp. Ngay sau đó, Bokuto đã đập thử hàng chục quả mà Suki chẳng đỡ được một trái nào cả, còn Lep thì đã ngỏm củ tỏi sau khi đỡ bóng của Bokuto. Bokuto sau đó đã nhận xét là Suki biết phán đoán đường bóng nhưng lực đỡ của cậu còn quá yếu. Và Kuru bỗng nói rằng Su còn khỏe hơn Suki khiến cho cậu ấy cảm thấy hơi tự ái rồi rời đi ngay lập tức. Sáng hôm sau, Suki vẫn tỏ ra vui vẻ rồi đến phòng ăn với mọi người như thường ngày, và đội Karasuno lại thua sấp mặt những đội khác nên bọn họ đã phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Ukai đã để ý thấy Suki là người có ít tiến bộ nhất trong đội, nhưng với chiều cao vượt trội thì Suki rất có tiềm năng để trở thành một tay chắn xuất sắc. Trong khi đó, Su vẫn cảm thấy rất thèm thuồng mỗi khi nhìn thấy cơ hội ghi điểm, nhưng lúc này cậu ấy đã có thể kiểm soát bản thân mình để nhường cơ hội cho Asahi. Sau khi trận đấu kết thúc thì Su với mọi người chợt để ý thấy Suki có vẻ gì đó hơi lạ, và Yamaguchi muốn tìm cách động viên Suki vì dù sao họ cũng là bạn thân của nhau. Khi còn nhỏ, Suki thường tới trường cấp 2 của anh trai để xem anh thi đấu bóng chuyền, và lúc lên cấp 3 thì anh của Suki đã chuyển vào trường Karasuno rồi gia nhập đội bóng. Có một lần thì anh Suki đã khoe rằng anh ấy hiện đang là tay đập chính của Karasuno, và Suki đã rất tự hào về anh trai mình khi biết anh là một nhân vật quan trọng của đội bóng. Tuy nhiên, trong một lần nọ khi đến Karasuno xem bóng chuyền thì Suki phát hiện ra anh cậu ấy không hề được vào sân thi đấu, và cậu ấy đã rất sững sờ khi thấy anh của mình đang đứng cổ vũ ở trên khán đài. Suki đã cực kỳ thất vọng khi biết sự thật về anh trai, cho nên kể từ đó trở đi cậu không bao giờ cố gắng hết sức để làm bất kỳ một thứ gì cả. Yamaguchi đột nhiên hớt hải chạy tới gặp Suki, và Yamaguchi đã nói rằng Suki hiện giờ trông rất thê thảm so với những người bạn khác, nhưng Suki lúc này đang không biết tại sao cậu lại phải cố gắng để vươn lên làm gì. Tuy nhiên, Yamaguchi lại nói rằng tất cả mọi người đều đang chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của mình. Và sau khi nghe thấy vậy thì Suki dường như đã bắt đầu tỉnh ngộ, nhưng Suki lại không ngờ là có ngày thằng bạn thân của mình lại có thể nói hay như vậy. Ngay sau đó, Kuru cùng với Bokuto đã bất ngờ nhìn thấy Suki đi tới phòng tập để tìm họ. Và Suki đã hỏi rằng tại sao hai ông anh này lại cố gắng chơi bóng chuyền đến như vậy, bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một hoạt động của câu lạc bộ. Bokuto cho biết rằng thực ra thì ban đầu cậu ta cũng chẳng thích bóng chuyền cho lắm, nhưng mỗi lần ghi được điểm thì niềm vui sướng của Bokuto dường như được trỗi dậy. Và Bokuto tin là nếu như thời khắc ghi điểm đó tới thì chính Suki cũng sẽ cảm thấy vui. Sau khi trò chuyện xong thì Bokuto với Kuru lại kéo Suki vào tập chắn bóng, và Su đã tỏ ra rất ghen tị khi biết Suki được tập bóng chung với top 5 của quốc gia. Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục thi đấu giao hữu với đội Fukurodani, và gần như phía bên đội Karasuno chả có ai chặn được những cú đập của Bokuto cả. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nọ thì Bokuto đã phải hoảng hốt dùng động tác giả khi thấy bộ mặt của Suki lúc đó. Và mọi người nhận ra Suki đã thực sự nghiêm túc chặn bóng khiến cho Bokuto không dám đập bóng thẳng. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi chuyến thi đấu giao hữu bắt đầu, và điểm số cách biệt giữa mỗi set đấu của Karasuno với các đội khác cũng đã được rút ngắn hơn trước.
những cú đập bóng của Su vẫn bị đội Nekoma chặn lại được và mọi người nhận ra mỗi lần như vậy thì cậu ấy thường tỏ ra tức giận chưa từng thấy. Kageyama bỗng dưng nói rằng cậu muốn tự luyện tập cách chuyền bóng một mình, cho nên Su đã phải tới xin được luyện tập chung với Bokuto. Thấy vừa có đủ 6 người thì Kuru liền nói cả bọn chia thành hai nhóm để đấu một trận. Nhưng chả hiểu sao cái đội hình nhìn chiều cao lệch không chịu nổi và sau đó thì mấy thanh niên đã có một trận đấu hết sức vui vẻ. Sáng hôm sau, đội Karasuno đã đánh được một trận suýt soát với đội Ibugawa, nhưng đội Karasuno vẫn thua nên bọn họ lại tiếp tục phải chạy việt dã ở quả đồi sau sân. Quá trình tập luyện của Kageyama vẫn chưa có kết quả gì đáng kể, cho nên Ukai đã nói cậu ấy thử tưởng tượng ra một tay đập bóng rồi chuyền bóng đến nó. Và mỗi tối thì Su vẫn thường xuyên tới chơi bóng với đội Kuru và Bokuto đã dễ dàng đập được bóng xuyên qua hàng chắn của đội Kuru để ghi điểm. Cho nên Su đã ngay lập tức tỏ ra ngưỡng mộ Bokuto rồi xem cậu ta như thần tượng. Bokuto đã dạy cho Su cách đập bóng vào hàng chắn của đội đối thủ và khi bóng bật lại thì cậu ấy có thể tấn công lại một lần nữa. Khi trận đấu được tiếp tục thì Bokuto đã chuyền bóng cho Su. Nhưng cả ba thanh niên cao khều bên kia đều nhảy lên để chặn đứng pha bóng của cậu, cho nên cậu đã đánh bật bóng vòng lên trên cao để ghi điểm. Bokuto đã khen ngợi Su vì để thực hiện được pha bóng vừa rồi rất là khó, nên Bokuto quyết định là sẽ dạy Su một tuyệt chiêu đặc biệt. Trong khi đó, Kageyama đã tưởng tượng ra Su đang chạy đến đập bóng và nhờ vậy mà cậu ấy đã ném trúng được một cái chai lần đầu tiên. Sáng hôm sau, đội Karasuno lại tiếp tục bị thua trước đội Ibugawa, nhưng Daichi cho biết rằng sau trận đấu tiếp theo thì họ sẽ được ăn một bữa thịt nướng. Cho nên mấy thanh niên đã tỏ ra hết sức vui sướng rồi nhảy múa như mấy thằng áo. Iachi ao ước là cô ấy sẽ được nhìn thấy pha tấn công nhanh mới của Su. Nhưng Kageyama lại nói rằng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện pha tấn công đó và Su cứ đòi thực hiện pha đó nên Kageyama đã ném cậu ấy đi. Tối hôm đó, Ukai cho rằng nếu như đội Karasuno chơi như bình thường có thể bọn họ sẽ không thua và khi cách chơi mới được hoàn thiện thì đội bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn. Trong buổi đấu giao hữu cuối cùng thì đội Karasuno sẽ đấu với đội Fukurodani và cả đội Karasuno quyết tâm là lần này bọn họ phải thắng được một lần để lấy lại danh dự. Vừa mới vào trận thì Asahi đã giao một phát bóng cực mạnh để làm rối đội hình đối thủ. Nhưng Bokuto đã đập bóng trở lại vào hàng chắn của đội Karasuno để khiến bóng rơi ra ngoài và đội Fukurodani dưới sự chỉ đạo của Bokuto đã nhanh chóng dẫn trước đội Karasuno. Bokuto đã dùng kỹ năng gạt bóng về sát biên để ghi điểm và sau khi ghi được điểm thì Bokuto liền vui mừng khoe khoang với đồng đội của mình. Đồng thời mọi người còn nhận ra là tính cách vui vẻ của cậu ta rất dễ được người khác yêu mến kể cả đó có là đối thủ. Tối hôm qua, Bokuto đã dạy cho Su cách đánh bóng lừa qua hàng chắn của đối thủ và Su đã dùng kỹ năng đó đánh bóng qua hàng chắn của đội Fukurodani trước sự kinh ngạc của mọi người. Còn Bokuto thì lại ngỡ ngàng vì không ngờ Su lại dùng chính đòn đó để đấu với cậu ta. Ngay sau đó, Kageyama cũng đã tung một pha bóng lừa sang đội bạn để ghi điểm được gọi là Two Attack và Kageyama chợt cảm thấy hôm nay cơ thể của cậu hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Tiếp theo đó, Kageyama chợt nhìn thấy bóng với Su đều đang lao về phía của cậu ấy và sau một hồi suy nghĩ thì cậu ấy đã quyết định chuyền bóng cho Su. Và Su đã ghi điểm bằng cách thực hiện một pha tấn công nhanh hoàn chỉnh lần đầu tiên. Su với Kageyama đã tỏ ra rất vui sướng sau pha tấn công đó, đồng thời những người xung quanh cũng hò reo trước khoảnh khắc tuyệt vời của bọn họ. Thậm chí tới Bokuto cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích khi được chứng kiến đòn tấn công nhanh. Ukai cho biết là ở đòn tấn công nhanh trước đây thì Kageyama thường sẽ chuyền bóng bay qua điểm đập của Su, còn lần này thì Kageyama sẽ chuyền sao cho bóng dừng lại một lúc để cho Su đập bóng. Ngay sau đó thì Kageyama đã thử sử dụng lại đòn tấn công nhanh một lần nữa, nhưng cậu lại chuyền ngắn quá nên bóng đã rơi xuống đất trước khi bay tới chỗ Su và Su đang động viên Kageyama sau thất bại thì cậu liền nổi điên lên. Khi trận đấu được tiếp tục thì Noya cũng đã lao lên trước thực hiện một pha chuyền bóng để cho Asahi đập bóng ghi điểm, nhưng đen đủi là pha bóng đó lại bị bay ra ngoài trước sự tiếc nuối của cả đội Karasuno. Tuy nhiên, các đội khác cũng không ngờ là Karasuno đã thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một tuần. Thậm chí bọn họ lúc này còn biết đồng loạt lao lên để đánh lạc hướng đối thủ và nhờ vậy mà Tanaka đã thành công ghi được điểm. Tanaka đã rất vui sướng trước cảm giác được ghi điểm và không ngờ là cho tới lúc này thì Karasuno đang có điểm số ngang với đội Fukurodani, thậm chí điều đó còn khiến cho Bokuto cảm thấy mất bình tĩnh. Ngay sau đó, Bokuto đã chủ động giao bóng nhưng cậu ta đập bóng rất trúng lưới luôn và mọi người nhận ra là Bokuto lúc này đang bắt đầu bị mất bình tĩnh trầm trọng. Bokuto cứ đập bóng vào lưới khiến cả đội liên tục bị mất điểm và Bokuto sau đó đã bật chế độ giận dỗi rồi nói mọi người đừng chuyền cho cậu ta nữa. Khi trận đấu được tiếp tục thì đúng là cả đội Fukurodani chẳng còn ai thèm chuyền bóng cho Bokuto cả. Nhưng bọn họ vẫn có thể thi đấu cực kỳ tốt rồi ghi điểm như bình thường bởi vì bọn họ đã quá quen với việc Bokuto sẽ bị xuống tinh thần nếu như mất bình tĩnh. Chỉ còn một điểm nữa là đội Fukurodani sẽ giành chiến thắng và Asahi sợ rằng nếu giao bóng hỏng thì cậu sẽ rất khó xử nên cậu đã giao bóng an toàn vào giữa sân của đội bạn. Và cậu chuyền hai của Fukurodani có tên là Akashi đã để ý thấy đội Karasuno không còn để ý tới Bokuto nữa nên lần này Akashi đã chuyền bóng cho Bokuto để cậu ta ghi điểm. Sau khi trận đấu kết thúc thì cả đội Fukurodani đã khen ngợi Bokuto cho nên Bokuto đã nhanh chóng lấy lại tinh thần chứ không ngáo ngơ như hồi nãy nữa. Và Asahi đã xin lỗi mọi người bởi hồi nãy cậu ta đã sợ hãi mà phát một quả quá dễ ăn cho đội đối thủ. Tuy nhiên, Ukai lại không trách mắng bất kỳ một ai cả, mà anh còn khen ngợi cả đội khi họ đã đấu gần ngang cơ với một đội tầm cỡ quốc gia.
Chiều hôm đó, các huấn luyện viên đã bỏ tiền ra tổ chức một bữa thịt nướng cho mọi người ăn chơi và đây cũng là cơ hội để thành viên giữa các đội giao lưu cũng như học hỏi từ nhau. Noah thậm chí còn tổ chức một câu lạc bộ hâm mộ Kyoko gồm hai thành viên là Tanaka với đầu cắt Moi Tora. Và bất kỳ đứa nào dám bén mảng tới gần Kyoko đều bị câu lạc bộ này ngăn chặn lại hết, còn Iachi thì đang thấy sợ hãi vì xung quanh ai cũng trông cao lớn như người khổng lồ. Su càng tỏ ra hâm mộ Bokuto khi biết ông anh này thuộc top 5 toàn quốc, và theo như lời của Kuru thì Ushijima của Shiratorizawa thực ra chỉ đứng top 3 toàn quốc mà thôi. Mọi người sau đó đã cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện rất vui vẻ tới tận chiều tối hôm đó. Và sau khi buổi tiệc nướng kết thúc thì cả đội Karasuno đã chào tạm biệt các đội bóng ở Tokyo để trở về nhà. Nhiều ngày sau, Takeda đã thông báo cho mọi người về vòng loại của giải đấu mùa xuân diễn ra sắp tới và cả đội Karasuno đã cố gắng tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho giải đấu. Sau khi trở về nhà thì Suki đã gặp được anh trai của cậu ấy và hai anh em họ đã tâm sự với nhau rất nhiều điều để gỡ bỏ các hiểu lầm trong quá khứ. Còn Su với Kageyama đã tới tìm ông nội của Ukai để nhờ ông ấy huấn luyện cho cả hai. Những đội bóng khác ở tỉnh Miyagi giống như đội Karasuno cũng đang ra sức tập luyện. Và vòng loại lựa chọn đại diện của tỉnh Miyagi cho giải bóng chuyền cao trung với tên gọi là giải đấu mùa xuân đã chính thức được bắt đầu. 16 đội bóng chuyền cao trung tại tỉnh Miyagi đã đến tham gia vòng loại của giải đấu mùa xuân để chọn ra đại diện đi thi đấu quốc gia. Và mọi người đã rất để ý tới đội Karasuno vì họ đã từng đấu gần ngang cơ với đội Seijo, nhưng trận đầu tiên vẫn còn chưa bắt đầu thì Su lại đau bụng đi ỉa. Đang đi vào nhà vệ sinh thì Su bỗng đụng phải một thanh niên của đội Oji Minami. Và Su đã hét lớn là đội cậu ấy sẽ đánh thắng tất cả các đội khác kể cả Shiratorizawa, đồng thời ánh mắt của cậu cũng khiến cho thanh niên kia thấy rén mà rời đi. Ngay sau đó, cả đội Karasuno đã bước ra sân để thi đấu với Oji Minami và khi thấy đội Karasuno đang đập bóng khởi động thì đội Oji Minami liền cả khịa Tanaka. Nhưng đội Oji Minami đã rất kinh ngạc khi thấy sức đập bóng của Karasuno quá khủng. Sau khi khởi động xong xuôi thì cả hai đội đã bước ra sân để thi đấu và ông nội Ukai với mấy đứa trẻ trong xóm cũng đã đi đến theo dõi đội Karasuno thi đấu. Đồng thời ông ấy tin là đội Karasuno giờ đã khác với trước đây rất nhiều. Vừa mới vào trận thì Asahi đã đánh một phát ăn điểm trong khi đội bạn vẫn đang ngơ ngác và đội Karasuno đã liên tục tấn công ghi điểm khiến cho đội Oji Minami không kịp thở. Ukai nhận ra là các thành viên trong đội đã tiến bộ hơn nhiều kể từ khi thi đấu giao hữu bởi vì bọn họ đã được cọ sát với các đội mạnh đẳng cấp quốc gia ở Tokyo. Thanh niên ở nhà vệ sinh đã chứng kiến Su di chuyển rất là nhanh rồi đập bóng để ghi điểm và thanh niên lúc này mới nhận ra là những lời mà Su nói trước đó không phải là dạo. Đội Karasuno đã thắng áp đảo trong hiệp 1 trước đội Oji Minami và thanh niên ở nhà vệ sinh đã hét lớn là bọn họ nhất định sẽ đánh bại được Karasuno, đồng thời Karasuno cũng đã chấp nhận thách thức của thanh niên đó. Ngay sau đó, sang hiệp đấu thứ 2 thì Karasuno đã áp đảo đội Oji Minami còn ác liệt hơn hiệp 1 và Su là người đã đập phát cuối để mang về chiến thắng cho toàn đội. Sau khi trận đấu kết thúc thì đội Karasuno đã đi xem đối thủ tiếp theo của bọn họ thi đấu. Và đối thủ tiếp theo mà bọn họ gặp chính là đội bóng có tên là Kakugawa, nhưng họ không thể tin được là đội Kakugawa lại đang có một tuyển thủ cao đến 2m. Su đã mất hết sự tự tin vì cậu chỉ cao có 1m62 mà thôi, nhưng khi tiếng còi vang lên thì cậu vẫn phải ra sân đối mặt với thanh niên cao 2m kia. Cậu thanh niên cao 2m của đội Kakugawa có tên là Hyakuzawa, và cả đội Kakugawa tin là bọn họ sẽ dễ dàng giành được chiến thắng với chiều cao vượt trội của Hyakuzawa. Nhưng đội Karasuno vẫn quyết tâm là sẽ đánh bại được Hyakuzawa bằng bất cứ giá nào. Ngay sau đó, cả hai đội đã bắt đầu trận đấu một cách khá nhẹ nhàng và Hyakuzawa đã dễ dàng đánh bóng bay qua hàng chắn của đội Karasuno trước sự kinh ngạc của bọn họ. Mọi người đã cố gắng chuyền bóng cho Su để cậu đòi lại điểm cho cả đội, nhưng bất ngờ là cậu không thể đánh bóng bay qua hai cánh tay dài vọt của Hyakuzawa. Và ông Ukai cho rằng Karasuno sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước chiều cao vượt trội của Hyakuzawa. Hyakuzawa đã liên tục ghi điểm trước sự bất lực của cả đội Karasuno, cho nên Ukai đã phải vội vã xin được hội ý gấp cùng với cả đội để tìm ra chiến lược khắc chế Hyakuzawa. Theo lời của đội Kakugawa thì Hyakuzawa chỉ mới chơi bóng chuyền gần đây, nhưng cả đội tự tin là họ có thể dễ dàng giành chiến thắng nhờ vào chiều cao của cậu ta. Và cậu ta chợt cho rằng chơi bóng chuyền thực ra cũng dễ chứ chẳng có gì khó. Tuy nhiên, đội Karasuno đã phát hiện ra rằng Hyakuzawa chỉ có thể đập bóng theo một hướng mà thôi, nên khi trận đấu được tiếp tục thì Noah đã đứng chờ sẵn ở vị trí cậu ta đập bóng để chặn. Kageyama chợt cảm thấy hôm nay phong độ của bản thân rất tốt nên cậu ấy đã đề nghị Daichi cho phép sử dụng đòn tấn công nhanh kiểu mới. Và Hyakuzawa đã nghe theo lời của đội trưởng đội cậu ta là chỉ cần bám theo bóng mà thôi, nhưng không ngờ là Kageyama với Su đã sử dụng đòn tấn công nhanh làm cho cả đội Kakugawa không phản ứng kịp. Hyakuzawa không tin nổi là cậu ta không thể chặn nổi một thằng cao 1m6 như Su trong khi cậu ta cao hơn 2m. Còn Su với mọi người thì rất phấn khích khi thấy chiêu tấn công nhanh của họ có hiệu quả. Cuối cùng cũng đã tới lượt Hyakuzawa bị xoay vòng về phía sau, cho nên hàng chắn bóng của đội Karasuno đã có lợi thế hơn đội Kakugawa. Nhờ màn kết hợp của Su với Kageyama nên Karasuno đã thắng suýt soát Kakugawa trong hiệp 1 và đội Kakugawa vẫn chưa biết phải làm thế nào để khắc chế đòn tấn công của bọn họ. Vào hiệp 2 thì Hyakuzawa đã bung hết sức ra để chơi với đội Karasuno và mặc dù Su bị đẩy ra phía sau nhưng cả đội Karasuno vẫn có thể dùng chiến thuật đồng loạt tấn công để ghi điểm. Ngay sau đó,
cả hai đội lại tiếp tục giằng co từng điểm số với nhau một cách hết sức ác liệt và cuối cùng thì chỉ còn một điểm nữa là đội Karasuno sẽ giành chiến thắng. Hyakuzawa đã giơ tay ra chắn khi thấy Su lao lên định ghi điểm, nhưng không ngờ là Su lại đập bóng vào đầu ngón tay của Hyakuzawa nên bóng vẫn bật về phía sau cậu ta. Đội Karasuno đã chiến thắng nhờ vào đòn tấn công đó của Su, còn Hyakuzawa đã xin rút lại câu nói bóng chuyền dễ chơi sau khi nhận thất bại thảm hại. Và mọi người đã thu xếp đồ đạc ra về sau một ngày thi đấu mệt mỏi. Anh trai của Suki rất kinh ngạc khi biết đội cậu ấy đã đánh bại được một đối thủ cao 2m, nhưng Suki có vẻ chưa tự tin lắm nên anh trai Suki đã rủ cậu tới tập luyện cùng với đội của anh. Trong lúc cả đội đang tập luyện thì Iachi chợt thấy Kageyama đang mặt đồ như ăn trộm, nhưng hóa ra là cậu ấy đang muốn đi thăm dò xem đội Seijo tập luyện thế nào. Iachi cho rằng nếu Kageyama ăn mặc như học sinh trường Seijo thì sẽ ít bị chú ý hơn, nhưng nào ngờ thằng này vừa đi vừa toát ra sát khí khủng khiếp nên ai ai cũng đều để ý. Khoảng thời gian sau đó thì Suki đã đi tập luyện với anh trai thay vì tập với đội Karasuno, và do đội của anh ấy toàn là người lớn nên cậu đã gặp rất nhiều khó khăn để theo kịp họ. Một thành viên cũ của đội Seijo có tên là Kentaro đã quay trở về đội để tham gia giải đấu mùa xuân, và tính của thằng cha này rất cục xúc nên Oikawa thường gọi nó là chó điên. Trước đây Seijo đã từng bị thua thảm hại nên Kentaro đã bức xúc quá mà rời khỏi đội, nhưng Oikawa hứa là cậu nhất định sẽ kéo Seijo đi lên để không làm Kentaro thất vọng. Nhiều ngày sau thì đội Karasuno lại lên đường đến Tokyo để tập luyện trước khi giải đấu được tiếp tục, và Bokuto đã rất ngạc nhiên khi thấy lần này Suki đã chủ động xin tập luyện với cậu. Mọi người đã luyện tập suốt một tháng để mài giũa các kỹ năng của bọn họ. Và ai cũng hy vọng rằng trận đại chiến giống như thời xưa của Karasuno với Nekoma sẽ được tái hiện lại trong giải đấu mùa xuân lần này. Sau khi kết thúc thời gian tập luyện tại Tokyo thì mọi người đã quay lại Miyagi để thi đấu. Và 8 đội mạnh nhất vượt qua được vòng loại đầu tiên của Miyagi sẽ phải thi đấu với nhau để chọn ra đội vào vòng toàn quốc. Su đang định đi vào nhà vệ sinh thì lại chạm mặt Oikawa với tay đập bóng của Seijo có tên là Iwaizumi. Nhưng Ushijima chợt xuất hiện rồi nói đều Oikawa với Iwaizumi làm họ thấy rất cay cú, và Su tự nhiên lại bị kẹt vào tình huống căng thẳng giữa hai đội mạnh nhất nhì cả tỉnh. Hên là thanh niên Aone của đội Đết đã xuất hiện để giải vây cho Su, và sau khi Ushijima rời đi thì Aone đã chào hỏi Su một cách rất lịch sự. Các đội sau đó đã bước ra sân để bắt đầu trận đấu của họ, và đối thủ trong vòng này của đội Karasuno chính là đội top 4 của tỉnh có tên là Jōzenji. Vừa vào trận thì Asahi đã giao phát bóng đầu tiên nhưng đội Jōzenji đã chặn lại được. Và cậu đội trưởng Terushima của Jōzenji đã xoay người đánh bật quả bóng từ tận cuối sân để ghi điểm trước sự ngỡ ngàng của cả đội Karasuno. Ngay sau đó, đội Karasuno đã cố gắng phản công để đòi lại điểm, nhưng không ngờ cậu chuyền hai của Jōzenji lại gạt bóng bằng chân rồi ghi điểm luôn. Và mọi người nhận ra cách chơi bóng của Jōzenji rất là quái lạ so với các đội khác, thậm chí khi phát hỏng bóng thì bọn họ cũng chẳng hề tỏ ra hoảng hốt một chút nào cả. Tuy nhiên, Su cùng với Kageyama sau đó liền dùng đòn tấn công nhanh để ghi điểm và Terushima đã tỏ ra rất thích thú trước kỹ năng vừa rồi. Mọi người nhận ra đội Jōzenji chỉ chơi kiểu ngẫu hứng chứ chẳng có chiến thuật gì cả, cho nên thỉnh thoảng đội hình của bọn họ sẽ bị rối loạn khiến cho cả đội bị mất điểm oan. Và Terushima với đội Jōzenji cho rằng bọn họ chỉ cần tận hưởng niềm vui trong trận đấu chứ chẳng cần chơi nghiêm túc làm gì. Chỉ còn vài điểm nữa là đội Karasuno sẽ giành chiến thắng, cho nên mọi người liền sử dụng chiến thuật đồng bộ tấn công để ghi điểm. Terushima thấy chiến thuật đồng bộ rất thú vị nên cậu ta đã nói đội Jōzenji cùng làm thử, và mọi người đã há hốc mồm khi thấy đội Jōzenji thực sự dám thử dùng chiến thuật đó. Nhưng Terushima lại đánh hụt bóng nên Karasuno đã giành được chiến thắng trong hiệp đầu tiên. Ukai thấy đội Jōzenji chỉ đang chơi bóng lung tung chứ chẳng có chiến thuật gì, còn bên đội Jōzenji thì huấn luyện viên đang chỉ trích lối chơi thiếu tổ chức của bọn họ. Ngay sau đó, cả hai đội lại dàn hàng ra sân để thi đấu hiệp 2, và Terushima đã nói với Su rằng đội của cậu ta sẽ cố chơi thật vui vẻ trong hiệp này. Vừa vào trận thì đội Karasuno đã tấn công cực kỳ dồn dập khiến cho đội Jōzenji không thể nào trở tay kịp. Và khoảng cách tỷ số giữa hai đội lúc này càng lúc càng lớn hơn trước, thậm chí đội của bọn họ còn rối loạn tới mức thường xuyên phát bóng bay ra ngoài sân. Đứng trước tình thế này thì đội Jōzenji đành phải xin hội ý gấp, nhưng Terushima lại nói với cả đội là họ chỉ cần chơi thật là vui vẻ thì kiểu gì cũng thắng. Tuy nhiên, cô chị quản lý của đội Jōzenji đã tức giận chỉ trích cách chơi vô trách nhiệm của bọn họ. Và cô ấy cho là mấy thằng đang thua cuộc mà vẫn tỏ ra vui vẻ thì chỉ có bọn yếu đuối với kém cỏi thôi. Khi thấy quản lý của đội Jōzenji mắng cả đội thì Tanaka với Noya cũng đòi được Kyoko đánh đòn, và sau khi bị bà chị bày dạy thì cả đội Jōzenji đã trở lại sân với một tinh thần rực lửa. Đội Jōzenji sau đó đã bắt đầu chơi bóng một cách có chiến thuật hơn, nhưng Jōzenji vẫn chơi theo kiểu láo nháo nên đường bóng của họ vẫn rất là khó đoán. Tuy nhiên, đội Karasuno cũng chơi rất căng chứ không phải vừa, và khi thấy Su định dùng đòn công nhanh thì Terushima bỗng nghĩ ra một kế nào đấy. Hóa ra, Terushima đã nói mọi người đứng ở sau để đỡ bóng vì dù sao họ cũng không chặn được đòn công nhanh của Su, và sau khi lấy được bóng thì đội Jōzenji đã nhanh chóng phản công rồi ghi được một điểm. Su đã rất cay cú khi thấy chiêu tủ của mình bị chặn lại, và những lần sau đó thì Su đã nhắm vào những chỗ không có người trên sân của đội Jōzenji rồi đập bóng vào đó. Thấy đội Jōzenji có thể sẽ bắt bài Su nên Daichi đã nói cậu ấy dùng chiêu bóng lửa, và tới pha bóng sau đó thì Su đã nhảy lên dùng chiêu bóng lửa để ghi thêm một điểm. Khi đội Karasuno chỉ còn một điểm nữa là sẽ thắng thì đội Jōzenji lại tiếp tục dùng chiến thuật tấn công đồng bộ.
nhưng đen là Terushima lại đập bóng ra ngoài nên chiến thắng đã rơi về tay Karasuno và Terushima đã tỏ ra rất cay cú sau khi bị thua một cách thảm hại như vậy. Sau khi trận đấu kết thúc thì chị quản lý của Jozenji đã nói lời chia tay cả đội vì đây là năm học cuối của chị ấy nên chị sẽ không thể đồng hành với bọn họ được nữa. Đối thủ tiếp theo của đội Karasuno chính là đội cao trung Wakunan và Ukai đã cho biết rằng đội Wakunan là một đội rất hoàn thiện với biết cách phối hợp giống như đội Nekoma. Nhưng Daichi tin là dù đối thủ mạnh như thế nào đi nữa thì bọn họ vẫn sẽ đánh bại được. Su đã rất kinh ngạc khi thấy cả gia đình cậu đội trưởng Takeru của Wakunan đến tận sân để cổ vũ cho cậu ta, còn phía bên Karasuno thì có bà chị Sako của Tanaka cũng tới đây cổ vũ cho bọn họ. Vừa vào trận thì Su với Kageyama đã dùng chiêu tấn công nhanh để ghi điểm luôn. Nhưng đội Wakunan có vẻ không mấy ngạc nhiên trước đòn tấn công nhanh của bọn họ và Ukai nghĩ rằng đội Wakunan đã tìm ra cách khắc chế đòn tấn công đó. Ngay sau đó, Kageyama đã phát bóng bay ra tận hàng sau của đội Wakunan, nhưng khi có được bóng thì đội Wakunan liền đồng loạt lao lên tấn công rồi dễ dàng ghi điểm. Đội hình của Wakunan thi đấu một cách cực kỳ chặt chẽ khác hẳn với đội Jozenji và cả hai đội đã cố phô diễn hết toàn bộ kỹ năng để cố giành giật với nhau từng điểm một. Mọi người nhận ra là Takeru có khả năng lãnh đạo cả đội cực kỳ xuất sắc và sau một hồi giao tranh giữa hai đội thì Takeru đã đập một quả bay ra sau hàng chắn của Karasuno. Daichi đã phải lao lên cứu bóng cùng với mọi người rồi vô tình đụng trúng người Tanaka và quả bóng đã bay qua lưới rồi rơi xuống sân của Wakunan đánh dấu cho chiến thắng của đội Karasuno ở hiệp 1. Nhưng lúc nhìn lại thì mọi người lại thấy Daichi đã bị ngất đi sau khi đụng trúng Tanaka. Tất cả mọi người đều nhận ra Daichi bị ngất là vì trong lúc cứu bóng thì đầu cậu ấy đã bị va chạm khá mạnh với Tanaka. Và sau khi Daichi tỉnh lại thì thầy Takeda đã khuyên cậu nên đi tới bệnh viện để kiểm tra. Tanaka đã đi tới xin lỗi vì đã làm cho Daichi bị thương, nhưng Daichi lại nói rằng nhờ có Tanaka vào bao bóng nên đội bọn họ giờ đã dẫn trước. Trong lúc đó, Oikawa đang đứng ở trên khán đài rồi nghĩ rằng không biết đội Karasuno sẽ thi đấu như thế nào khi thiếu đi đội trưởng. Và sau khi Daichi rời khỏi sân thì một cậu thanh niên học năm 2 có tên là Chikara đã được đưa vào để làm đội trưởng thay cho Daichi. Nhưng Chikara lại thấy hơi lo lắng vì cậu ấy không nghĩ mình có thể làm đội trưởng được. Tuy nhiên, Chikara vẫn cố gắng động viên tinh thần của Tanaka khi thấy cậu cứ đứng ủ rũ và Sako biết được rằng mặc dù ít được vào sân nhưng Chikara là người chín chắn nhất trong đám năm 2. Ngay sau đó, trận đấu giữa hai đội lại được tiếp tục như bình thường và biết rằng Chikara rất ít khi được ra sân thi đấu nên Takeru đã phát bóng tới chỗ cậu ấy. Chikara hiểu rõ trình độ của cậu không thể sánh bằng Daichi nhưng cậu sau đó vẫn cố gắng hết thật lớn để động viên tinh thần của cả đội Karasuno. Tới cú phát bóng tiếp theo của Takeru thì Chikara đã đỡ bóng thành công và Kageyama đã nhận được bóng rồi liền chuyển tới chỗ của Asahi để cậu ấy ghi điểm. Khi chỉ còn vài điểm nữa là thắng thì Ukai chợt cho Yamaguchi vào thay Suki và cả đội đã thay nhau động viên Yamaguchi khi thấy cậu ấy đang run cầm cập vì sợ. Yamaguchi chỉ biết một kỹ năng duy nhất đó là phát bóng, nhưng do quá run nên trong cú giao bóng đầu tiên cậu đã đập bóng bay trúng lưới. Tuy nhiên, bóng lại rơi xuống phần sân của đội Wakunan nên đội Karasuno vẫn ăn điểm và Yamaguchi biết rằng vừa rồi cậu chỉ ăn may nên lần tiếp theo đó cậu đã giao một quả khá là an toàn cho đội bạn. Do đường bóng khá là đơn giản nên đội Wakunan đã dễ dàng phản công lại và khi bóng bay thẳng đến chỗ Yamaguchi thì Chikara liền lao ra đỡ bóng. Tiếp đó thì Kageyama đã chuyền bóng cho Asahi để ghi điểm cuối cùng kết thúc hiệp 1. Mặc dù cả đội đã thắng được hiệp 1 nhưng Ukai vẫn tức giận trước sự nhút nhát của Yamaguchi và Chikara đã nói đỡ cho Yamaguchi vì cậu lúc này đã sợ đến suýt khóc rồi. Ukai cho biết rằng sức khỏe Daichi vẫn ổn mặc dù có hơi xây xát nhẹ và đội Karasuno quyết tâm là họ sẽ thắng được hiệp 2 để không làm phụ lòng Daichi. Tới chiều hôm đó, đội Shiratorizawa với đội Seijo đã thắng áp đảo đối thủ của bọn họ rồi lọt vào vòng trong, còn đội Karasuno thì đang bị đội Wakunan dẫn trước với một điểm số không hề nhỏ. Do kỹ năng của Chikara vẫn chưa được tốt cho nên cả trận cậu chả đập được mấy quả. Và cuối cùng thì đội Wakunan đã thắng được đội Karasuno một cách áp đảo trong hiệp 2. Nhưng cả đội Karasuno vẫn cố gắng động viên Chikara khi thấy mặt cậu tỏ vẻ buồn rầu. Vì điểm số của hai đội hiện tại đang ngang nhau nên bọn họ sẽ phải đấu thêm hiệp thứ 3 và khi trận đấu được tiếp tục thì hai đội lại một lần nữa xông pha vào giao tranh rất ác liệt. Takeru đã nhảy lên rồi đập bóng bật từ tay Su ra khỏi sân, nhưng không ngờ là Su lại lao theo quả bóng như phản lực rồi đập nó quay trở lại sân. Và tiếp đó cậu ấy lại nhanh chóng chạy ngược trở lại sân rồi thực hiện pha tấn công nhanh để ghi điểm. Tuy nhiên, do lao nhanh quá nên Su đã húc trúng Kageyama và Chikara đã ngay lập tức khen ngợi pha xử lý bóng vừa rồi của Su với Kageyama. Còn Takeru giờ mới nhận ra Su thực sự là người có phản xạ với khả năng thiên phú. Takeru thường dùng chiêu đập bóng vào tay của hàng chắn đối thủ để nó rơi ra khỏi sân hay còn gọi là block out và Chikara đã nghĩ ra được một chiến thuật gì đó để chặn những cú block out của cậu ta. Trong pha tấn công sau đó thì Takeru lại tiếp tục dùng chiêu block out để khiến bóng bật ra phía sau sân Karasuno, nhưng lần này Chikara đã đứng sẵn ở phía sau để đón bóng. Sau khi bóng quay trở lại sân thì mọi người đã thay nhau chuyền cho Su để ghi điểm. Nhưng thấy hàng chắn của đội bạn quá vững chắc nên Su đã cố tình đập bóng vào tay họ để bóng bật lại như Bokuto dạy cậu hồi trước. Và nhờ vậy mà đội Karasuno lại được cầm bóng thêm một lần nữa để tấn công ghi điểm, cho nên cả đội sau đó đã không ngớt lời khen ngợi Su. Khi còn nhỏ thì Takeru rất hâm mộ người khổng lồ tí hon của Karasuno,
nên cậu quyết tâm là sẽ đánh bại Su hay cũng chính là người khổng lồ tí hon đời sau. Trong những giây phút tiếp theo của trận đấu thì cả hai đội đã cố giành giật với nhau từng điểm một, nhưng lần này thì Karasuno đã tới sát mốc điểm quyết định sớm hơn Wakunan. Su với Kageyama đã lao lên chắn bóng khi thấy Takeru nhảy lên tấn công, nhưng cậu ta vẫn tìm được sơ hở của hai người bọn họ rồi đập bóng bay ra phía sau sân. Tuy nhiên, Chikara lại đứng chờ sẵn ở phía sau rồi đập bóng trở lại chỗ Kageyama, cho nên Su với Kageyama đã tận dụng cơ hội thực hiện một pha tấn công nhanh để ghi điểm cuối cùng. Và cả đội Karasuno liền lao vào sân ăn mừng khi nhận ra bọn họ đã thắng đội Wakunan. Khi rời khỏi sân thì đội Wakunan đã khóc nức nở trong sự tiếc nuối, còn bên đội Karasuno thì đã vui mừng hơn nữa khi thấy Daichi quay trở lại bình an vô sự. Và Daichi cũng khen ngợi Chikara vì đã dẫn dắt cả đội trong lúc cậu vắng mặt. Mọi người sau đó đã đi xem đội Seijo với đội Death thi đấu với nhau, và đội Death vừa mới tuyển thêm được một cậu truyền hai cao to có tên là Koganegawa. Nhưng thằng này chỉ mới tập bóng truyền được vài bữa nên đang chơi rất ngáo. Các tay chắn của Death vẫn vững chãi như những bức tường sắt, thậm chí bức tường đó còn vững chắc hơn kể từ khi có thêm Koganegawa gia nhập vào. Tuy nhiên, đội Seijo dưới sự chỉ đạo của Oikawa vẫn nhỉnh hơn đội Death một chút và Iwaizumi đã thành công phá vỡ được bức tường sắt để giúp Seijo giành chiến thắng. Còn đội Karasuno thì đã xác định được đối thủ tiếp theo của họ chính là đội Seijo. Các thành viên trong đội Death đã tỏ ra rất buồn bã sau thất bại, nhưng Aone vẫn thể là sang năm sau cậu sẽ lọt được vào vòng trong để đấu với Su. Các thành viên của đội Karasuno vẫn đang bị ám ảnh bởi việc họ bị Seijo đánh bại trước đây, thậm chí Yamaguchi còn bị căng thẳng đến mức đau bụng không thể di chuyển nổi. Và Iachi cũng đã bị sự căng thẳng của Yamaguchi lây sang, mặc dù cô ấy không biết gì về trận đấu với Seijo, nhưng đội Karasuno vẫn quyết tâm đánh bại Seijo để phục thù trận đấu trước kia. Vừa mới gặp mặt trên sân thì Oikawa với Kageyama liền lao vào cắn nhau như chó mèo, còn đầu tỏi Kindaichi với Iahaba thì đang tỏ ra ghen tị khi thấy Karasuno vừa có một nữ quản lý mới. Iahaba đã giả vờ làm rơi bóng về phía Iachi rồi giả vờ lại nhặt để làm quen, và một quả bóng đột nhiên bay về phía Iachi nhưng Kyoko đã chặn được quả bóng đó lại. Còn Iahaba thì hoảng hốt quay về sân vì không ngờ là gái ở bên Karasuno lại khỏe vậy. Oikawa với Daichi đã đại diện cho hai đội tới bắt tay nhau, và sau khi trọng tài tung đồng xu thì ra kết quả là đội Seijo sẽ được phát bóng đầu tiên. Toàn bộ đội Seijo đều trông chờ vào cú phát bóng đầu tiên của Oikawa, bởi Oikawa xưa nay vốn nổi tiếng với những cú phát bóng ăn điểm tuyệt đối của cậu ấy. Ngay sau đó, Oikawa đã bắt đầu trận đấu bằng cú phát bóng mạnh thần sầu của cậu, nhưng lần này Daichi đã đỡ được cú phát bóng của Oikawa. Khi bóng bay trở lại thì Kindaichi đã cố tấn công nhưng Kageyama đã kịp thời phòng thủ. Và Noya đã chạy lên từ phía sau rồi chuyền bóng cho Asahi để cậu ấy ghi điểm đầu tiên, nhưng Noya với Asahi vẫn rất ngạc nhiên trước màn combo của họ. Trận đấu đã được tiếp tục bằng pha giao bóng của Kageyama, nhưng đen là cậu ấy lại đập bóng ra ngoài sân nên đội Seijo đã được một điểm miễn phí. Đến lượt Iwaizumi giao bóng thì lần này Asahi là người đỡ bóng và Kageyama đã thành công đón được bóng rồi hất nhẹ về phía Tanaka để cậu ghi điểm. Khi Suki được đảo lên hàng đầu thì cậu ấy đã chặn được một pha tấn công của Seijo và cho tới lúc này thì đội Karasuno vẫn đang dẫn trước đội bạn một điểm. Tuy nhiên, Su lại đang cực kỳ háo hức muốn được ghi điểm, cho nên Kageyama đã sút vào mông Su một cái thật đau để giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Iwaizumi đã nhảy lên đập bóng nhưng may là Asahi đã đỡ được pha đó lại, rồi khi bóng bay tới chỗ Kageyama thì cậu ấy liền chuyền cho Su để thực hiện đòn tấn công nhanh. Và Su đã đập bóng bay chéo qua người Kindaichi trước sự bất lực của cả đội Seijo. Mọi người đã rất vui sướng trước màn thể hiện của Su với Kageyama và Oikawa tin là nếu đội Seijo bọn họ không chơi nghiêm túc từ giờ thì kiểu gì cũng sẽ thua Karasuno. Su với Kageyama sau đó đã liên tục thực hiện những pha tấn công nhanh vào sát biên của đội bạn, nhưng bên đội Seijo vẫn giữ được bình tĩnh rồi phản công để rút ngắn tỷ số. Thấy Karasuno chỉ còn một điểm nữa là thắng hiệp 1 thì huấn luyện viên của Seijo liền quyết định cho Kentaro vào sân và trận đấu của cả hai đội lại được tiếp tục như thường. Tuy nhiên, Oikawa đang chuẩn bị chuyền bóng cho Kindaichi thì Kentaro chợt lao lên như điên rồi đập một quả cực mạnh để ghi điểm. Và mọi người giờ mới nhận ra Kentaro thực sự là một tên rất là điên loạn trên sân bóng. Tuy nhiên, Kentaro lại đánh bóng ra ngoài sân nên Karasuno đã được một điểm miễn phí và Oikawa đang không biết phải nói gì với Kentaro thì Iwaizumi liền cho thằng này một đấm vì tội ngáo. Oikawa với Iwaizumi đã nói Kentaro không được tự ý hành động như vừa rồi, còn đội Karasuno thì đã thắng được hiệp 1 nhờ vào màn thể hiện trẻ trâu của Kentaro. Khi hiệp 2 vừa bắt đầu thì Asahi đã mở màn trận đấu bằng một pha phát bóng ra ngoài sân, nhưng Oikawa sau đó cũng đã làm một pha bóng tương tự nên cả hai đội vẫn hòa nhau. Trận đấu lại được tiếp tục với đội Seijo là bên giữ bóng, và khi thấy Oikawa chuyền bóng thì Kentaro đã chạy song song tới lưới từ phía ngoài sân. Rồi cậu ta liền đập một pha bóng chéo qua ba tay chắn của Karasuno. Oikawa đã liên tục chuyền bóng cho Kentaro để cậu ta ghi điểm, và mặc dù ghi được điểm nhưng mấy pha bóng của cậu ta lại rất là bạo lực. Thấy bên đội Karasuno đã tăng lên ba tay chắn thì Oikawa đã nói Kentaro đừng đập bóng nhưng thằng này vẫn đập khiến cả đội bị mất điểm oan. Và Kentaro nói rằng khi thấy bóng mà không đập hết sức thì cậu ta không tài nào chịu nổi. Mọi người nhận ra việc đội Seijo sử dụng Kentaro thực sự là một con dao hai lưỡi, bởi vì thằng này ngoài khỏe như trâu ra thì chẳng có một chút tinh thần đồng đội nào cả. Nhưng Oikawa lại tận dụng rất tốt khả năng của cậu ta nên đội Seijo vẫn dẫn trước.
Tới lượt giao bóng của Oikawa thì cậu ta chợt thấy tinh thần của mình lúc này rất là tốt, nên cậu ta đã giao một quả cực kỳ mạnh khiến cho đội Karasuno không thể đỡ kịp và Seijo đang dẫn trước Karasuno đến tận 4 điểm sau cú phát bóng thần sầu của cậu. Thấy đội Karasuno đang gặp bất lợi thì Ukai đã cho Suga vào sân để đảo ngược tình thế và Suga đã phát bóng thẳng về phía Kentaro trong pha phát bóng đầu tiên của cậu ấy. Kentaro đã không kịp tham gia giao tranh vì cậu ta phải đỡ bóng của Suga nên đội Karasuno đã nhanh chóng tiến hành phản công rồi thành công rút ngắn tỷ số lại. Trong những pha phát bóng sau đó thì Suga vẫn cố tình đánh về phía Kentaro, thậm chí có lúc Suga còn đảo vị trí chuyền hai với Kageyama để cho cậu ấy đập bóng. Và mọi người nhận ra đội hình của Karasuno lúc này đang là đội hình có hai chuyền hai. Hóa ra, đội Karasuno sẽ gặp bất lợi nếu Suki bị đảo về vị trí giao bóng, nên việc để Suga thay vị trí của Suki là hoàn toàn hợp lý vì Suga giao bóng tốt hơn. Tuy nhiên, Seijo đã nhanh chóng cho một người đứng gần Kentaro để đỡ bóng hộ cậu ta, và khi thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ thì Suga đã ra khỏi sân để cho Suki vào thay. Cả hai đội lại tiếp tục giằng co nhau từng điểm số một và đội Karasuno nhận thấy áp lực mà Kentaro gây ra cho bọn họ là hết sức khủng khiếp, nên Ukai đã xin được hội ý gấp khi thấy đội Seijo chỉ còn vài điểm nữa là thắng hiệp 2. Sau trận đấu với đội Wakunan thì Yamaguchi đã tới xin lỗi Ukai vì sự hèn nhát của cậu ấy và Yamaguchi đã xin phép Ukai cho cậu vào sân một lần nữa để có thể chuộc lại lỗi lầm. Đội Seijo lúc này đã ghi được 23 điểm trong khi đội Karasuno chỉ mới được có 18 điểm, nhưng Ukai đã bất ngờ cho Yamaguchi vào thay Su với hy vọng cậu ấy có thể thay đổi được tình thế hiện tại. Và cả đội đã đặt rất nhiều hy vọng vào Yamaguchi vì cậu có kỹ năng giao bóng rất đặc biệt. Yamaguchi đã từng học kỹ năng giao bóng bổng được gọi là Jump Float từ bạn của Ukai và ai nấy cũng đều hồi hộp trước pha giao bóng đầu tiên của cậu. Yamaguchi đã cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi thực hiện một pha Jump Float. Và khi thấy bóng bay khá cao thì đội Seijo nghĩ rằng pha bóng đó sẽ bay ra ngoài nhưng không ngờ nó đã vòng lại vào trong sân. Mọi người đã tỏ ra rất vui sướng khi thấy cú phát bóng ăn điểm tuyệt đối của Yamaguchi và cả đội tin rằng Yamaguchi sẽ giúp bọn họ rút ngắn được tỷ số với đội Seijo. Ngay sau đó, Yamaguchi lại phát thêm một cú jump float và Kentaro tưởng rằng cậu ta sẽ đỡ được pha này nhưng không ngờ bóng lại bay chệch hướng ra ngoài. Đội Seijo chợt nhận ra cách khắc chế jump float chính là hất bóng lên, nhưng khi Seijo quay sang phản công lại thì Yamaguchi đã liều mình dùng thân đỡ bóng. Và thấy bóng đang bay tới chỗ mình nên Suki liền vội vã nhảy lên đập bóng để ghi điểm. Đội Seijo đã phải xin hội ý gấp để tìm cách đối phó với pha jump float của Yamaguchi và khi trận đấu tiếp tục thì Yamaguchi lại được phát bóng tiếp bởi vì đội Karasuno đã ăn 3 điểm liên tục. Yamaguchi đã tính toán một lúc rồi phát một đường bóng đập vào mạng trên của tấm lưới và quả bóng đã rơi xuống phía bên kia sân dưới sự bất lực của đội Seijo. Ukai đã nhận ra pha bóng vừa rồi không phải là do may mắn như trong trận với Wakunan mà pha bóng đó đã được Yamaguchi bình tĩnh tính toán rồi thực hiện một cách có chủ đích. Tuy nhiên, Seijo đã dần tìm được cách khắc chế những pha jump float của Yamaguchi, cho nên Ukai đã nói cậu ấy ra ngoài để cho Su vào thay. Nhưng cả đội vẫn công nhận là nhờ có cậu mà giờ tỷ số của hai đội đã được san bằng. Cả hai đội lúc này đều đã đạt được 25 điểm và đội nào ăn được hơn đội bạn 2 điểm thì sẽ giành được chiến thắng. Oikawa đã thực hiện một pha giao bóng cực kỳ mạnh khiến cho Noya không tài nào đỡ nổi và nhờ vậy mà đội Seijo đã vượt lên trên đội Karasuno 1 điểm. Vì pha bóng vừa rồi ăn điểm nên Oikawa đã được thực hiện một pha phát bóng nữa, nhưng lần này Daichi đã thành công đỡ bóng lại được và đội Karasuno đã nhanh chóng lao lên phản công Seijo. Tuy nhiên, sau một hồi giằng co thì bóng lại về tay của Oikawa và Oikawa đã chuyển bóng cho Iwaizumi để cậu ta lao lên đập bóng ghi điểm cuối cùng. Đội Seijo đã thắng được hiệp 2 nên tỷ số của cả hai bên vẫn đang ngang bằng nhau và bọn họ sẽ phải đấu thêm hiệp 3 để quyết định xem ai sẽ là đội được vào vòng trong. Ngay sau đó, hiệp đấu thứ 3 đã được bắt đầu trước sự căng thẳng tột độ của cả hai đội. Và sau một hồi giao tranh thì Tanaka đã đập bóng vào tay của Kentaro làm cho bóng bay ra ngoài để ghi điểm, nhưng rồi Kentaro cũng đã thực hiện một pha bóng tương tự vậy để trả đũa lại Tanaka. Cả hai đội đã giằng co nhau rất ác liệt trước sự hồi hộp của khán giả và cho đến giờ thì vẫn chưa khẳng định được là đội nào sẽ có được vé vào vòng trong. Ngay sau đó, Kageyama vừa nhận được bóng thì cả đội liền sử dụng chiến thuật đồng loạt tấn công. Nhưng không ngờ là Kageyama lại không chuyền mà dùng một cú tu attack để ghi điểm trước sự cay cú của Oikawa và nhờ có pha đó mà giờ đội Karasuno giờ chỉ còn cần một điểm nữa là sẽ chiến thắng. Trong những giây phút quyết định của trận đấu thì Seijo đã phải cố gắng phòng thủ trước những đợt tấn công của Karasuno và Oikawa đã nhận được bóng từ biên rồi chuyền một cú thật dài cho Iwaizumi ghi điểm. Iwaizumi đã nhảy lên đập bóng nhưng Daichi đã chặn được cú đó lại. Và khi Asahi đánh bóng sang bên kia sân thì đội Seijo đã đập bóng dính ngay vào lưới, nhưng Kentaro đã kịp thời hất ngược bóng trở lại sân của Karasuno. Thấy có cơ hội ghi điểm thì Su với Kageyama đã vội vàng chạy đến vị trí của bọn họ và khi Su nhảy lên để thực hiện pha công nhanh thì đội Seijo liền lập hàng phòng thủ. Nhưng Su đã tìm được kẽ hở trong hàng phòng thủ của Seijo rồi đập một phát bóng ghi điểm trước sự bất lực của đội bạn. Ngay sau đó, cả đội Karasuno liền hét lên trong vui sướng khi biết rằng bọn họ đã thắng, còn Oikawa thì chỉ biết đứng nhìn thằng em Kageyama của cậu ta trong sự tiếc nuối. Các thành viên trong đội Seijo lúc này đều đang khóc nức nở sau thất bại của bọn họ. Và Iwaizumi có lẽ là người đau khổ nhất vì cậu đã học năm 3 nên đây chính là trận đấu cuối cùng trong đời học sinh của cậu.
nhưng những thành viên năm nhất vẫn thề rằng có ngày họ sẽ phục thù lại đội Karasuno. Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi thì Takeda đã chở toàn đội Karasuno trở về trường. Và cả trường Karasuno đã ra chào đón đội bóng chuyển khi nghe nói bọn họ vừa mới lọt vào vòng chung kết của khu vực tỉnh Miyagi này. Ngay sau đó, mọi người đã đi vào trường để xem thời sự đưa tin về trận đấu hôm nay, nhưng TV lại chiếu cảnh đội Seijo cực kỳ nhiều trong khi bọn họ mới là đội chiến thắng. Đội Shiratori Jawa dưới sự dẫn dắt của Ushijima cũng đã giành được chiến thắng áp đảo trước đối thủ, nên Shiratori Jawa sẽ trở thành đối thủ của Karasuno trong trận chung kết. Ukai cho biết rằng ngoài Ushijima thì các thành viên khác của Shiratori Jawa cũng đều là các tuyển thủ thuộc top của tỉnh. Nhưng Su cùng mọi người vẫn tin rằng bọn họ vẫn có thể đánh bại được Shiratori Jawa và từ nay sẽ không còn ai có thể gọi đội bọn họ là quạ gãy cánh nữa. Chỉ sau đêm hôm nay thì đội Karasuno sẽ phải đấu với đội Shiratori Jawa và Su với Kageyama đã hứa với nhau là ngày mai đội bọn họ nhất định sẽ chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video tóm tắt bộ anime Vua Bóng Chuyền và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.